Còn cái này nhá là chuyển cửa. Cái này nó có 3 cửa. 3 cửa vào. Đây là đang chạy một cửa. 2 cửa. 2. Nó chỉ 2 thôi. 2. Đây ví dụ chuyển gạt đây nhá thì nó chạy cửa này này. Cắm sang bên play. Còn đây là cái cửa ra, cửa ra ghi, cái cửa rách, cửa ra, nó có 2 cửa ra, về cho chỉ dùng 1 cửa ra thôi để tắt cái cửa ra đấy. Còn đây là đi thẳng mà đây tác dụng giảm đến 6 decibel này, nó giảm âm lượng đến 6 decibel đấy, nó trừ 6 decibel này. Đây là giữa này, đây là đi thẳng rồi này đấy. Còn đây là nó xem là chỉ thị cái mức tín hiệu này nó như nào. Cái này là cái này dừng và dừng lại này, và nhả ra thì là thôi là ra nốt thì nó sẽ chỉnh cái. Còn đây là chỉ thị, đây là chỉ thị theo vế trái hoặc vế phải đây này, đây là chỉ thị theo vế này, đây là chỉ thị theo vế này. Còn đây nó phối hợp với chỉ thị chung cho cả hai vế. Còn đây là mức đèn này này, để đừng để cao quá, để thấp thấp vừa vừa thôi. Đó là, còn cái này là phần mic. À, gạt đây thì cái này này nó chỉ thị theo mic. Đây mở mạch mic, tắt mạch mic. Đây là giảm đi 20 decibel ở cái mic này. Có lại là cái gạt ở giữa. Về nhà dùng thì nếu mà về nhà dùng thì nếu mà cắm cửa ngoài thì đây họ nhìn thấy tất cả giữa hết. Cắm cửa ngoài là cửa chính đó. Là đỡ phải chào phải nhìn nhom nhom cho nhìn ra dầm dọn đi đâu cả. Rồi nó thì nó đánh dấu nhìn xong là không cho các anh biết là được. Cái loa cơ bản là cái loa Sony này, cái loa rẻ tiền quá. Hàng phải quay tí bán đi cho tiếc này. Vâng, nó rất là tiếc đấy nhỉ. Vâng, cho anh em mà tham khảo thế. Vâng. À, cả nhà vừa coi ông chủ là test Equai cho bác khách. Vâng. Em có rất nhiều hàng, những cái Equai này thì anh em chứ đừng hỏi đấy nữa, không có hàng đâu ạ, đang không có hàng anh em ạ. Vâng, đang cấm biên là không có hàng nhá. Em hàng đã thông báo là không có hàng đâu, SE80 không có hàng, cả nhà đừng có hỏi em hàng nữa nhá. Và chỉ còn SE, Samsung SE8 và những cái đồ rất là nhiều đấy cả nhà ơi. Vâng, thì cả nhà cứ liên hệ cho em hàng. Còn những cái con mà SE80 này thì không còn nữa đâu ạ. Vâng ạ. Cả nhà cứ liên hệ cho em bên logo của ông Thanh Khánh Hằng, cơ sở 1 nhá. Và số điện thoại của em đây, cả nhà chụp giúp em liên hệ cho em bên Zalo để em tiện báo tất cả hàng và đồ cho cả nhà. Vâng ạ. Không mang kinh nghiệm nhá, mày về sau thằng này lấy vợ chưa, chắc là chưa đúng không? Lấy vợ mà nó lấy tao rồi thì vợ nó làm gì cho nó đi mua cái đồ này. Đúng rồi, vợ nó cấm luôn đúng không? Bây giờ bảo mười mấy triệu bạc. Vâng, em hàng rất là còn rất nhiều hàng, cho nên là cả nhà có thể liên hệ cho em hàng nhá. Vâng, đây ạ, em hàng quay qua đây rất là nhiều. Còn những cái con này, Teclic 9033B mới về này, con Gamsa 9330. Lấy con thẻ, lấy con vừa xinh vừa ngoan luôn cho nó nhanh. Ông chủ này à. Vâng. Người thì không cần xinh, cần nét thôi. Đây ạ, một con này là con hàng chót của con SE80. Anh em con người ta có thể sửa được nhưng mà sắc đẹp mỗi lần sửa mất tiền đấy. Em hàng còn rất là nhiều đồ cỏ và rất là nhiều những cái bộ loa như thế này. Chỉ có hơn 10 triệu một chút, còn những đôi loa này thì chỉ có mấy triệu thôi ạ. Vâng, cả nhà có thể liên hệ cho em nhá. Cả nhà có thể liên hệ cho em hàng. Vâng ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.